từ ngày 13 tháng 6 đến 18 tháng 6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 1994 và nghe một số thành viên chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề kinh tế xã hội và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1994. Cũng trong tuần này, kỳ họp đã thông qua Bộ luật Lao động. Ngày 18 tháng 6, dưới sự chủ tọa của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hàm Phan, đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sau khi đã chỉnh lý. Thay mặt đoàn thư ký, ông Lý Tài Luận đã giới thiệu từng chương của dự án luật này để đại biểu xem xét và thông qua. Hầu hết đại biểu đều khẳng định sự cần thiết về việc ban hành luật thuế chuyển quyền sử dụng đất để thi hành đồng bộ với luật đất đai, nhằm góp phần tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu đã đề cập đến những điều khoản như đối tượng nộp thuế, căn cứ để tính thuế, miễn thuế và giảm thuế. Sau khi chỉnh lý, bổ sung, chiều 18 tháng 6, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 9 đã biểu quyết thông qua toàn văn luật thuế chuyển quyền sử dụng đất với số phiếu 307 trên 317. Cùng với việc phản ánh các hoạt động của Quốc hội tại hội trường, thảo luận ở tổ, những ngày qua, Đài Truyền hình Việt Nam đã chuyển đến các bạn ý kiến của cử tri ở một số cơ sở tham gia ý kiến đóng góp vào các vấn đề mà Quốc hội thảo luận. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến các bạn ý kiến của bà con đồng bào các dân tộc huyện Bạch Thông và lãnh đạo tỉnh Bắc Thái xung quanh các vấn đề đối với đồng bào các dân tộc miền núi, vùng cao. Tại bản Phiềng An, xã Quang Thuận, anh Bản Minh cho biết. Tôi là Bản Văn Minh, ở xã Phương Thông, xuống huyện Bạch Thông cùng huyện này, để xuống đây định canh định cư từ năm 1992, theo chủ trương chính sách của tỉnh, của nhà nước và tỉnh huyện tạo điều kiện giúp đỡ. Vừa rồi Quốc hội có họp và có thông qua và có đang đề nghị cái việc mà cung cấp 4 mặt hàng cho không đối với đồng bào vùng cao đấy. Thì đối với nguyện vọng bà con ở đây và suy nghĩ của các anh ở đây như thế nào đối với vấn đề này? Qua đài báo thì chúng tôi được nghe và được biết là chủ trương của Quốc hội, của Đảng, Nhà nước là giúp đỡ đồng bào vùng cao cho 4 mặt hàng. Thì chúng tôi sẽ rất hoan nghênh, rất phấn khởi. Song đối với điều kiện ở đất Phiêng An thì chúng tôi thấy quan trọng hơn lại là vấn đề thủy lợi. Bởi vì cái số 4 mặt hàng đó sợ nhà nước không cho mãi được, mà yêu cầu là ở đây là phải có nước, nhà nước đầu tư nào để cho có thủy lợi đưa nước vào bãi để cho bà con tưới tiêu, cây trồng thì làm ăn mới có thể là vững bền về lâu về dài được. Và thứ hai nữa là về vấn đề giao thông thì thế nào nhà nước cũng giúp đỡ cho chúng tôi làm một cái cầu để qua lại, vì chúng tôi là ở vùng cao xuống, không quen nước sông to, đến đây thì được nước sông bao bọc, mà cái lối đi lại phải qua sông đó thường xuyên. Và điểm nữa là tình trạng do đất bãi khô cằn nên chúng tôi muốn phát triển chăn nuôi, nhất là chăn ở đây thì cái đất bãi này rất phù hợp trong vấn đề chăn nuôi lợn và gà. Vì vậy chúng tôi thế là hình như có chủ trương cho vay lãi không bằng không, thì chúng tôi muốn nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi vay để mà phát triển chăn nuôi, lấy phân bón để tưới tiêu cho cái đất bãi này. Và sau đây là ý kiến của anh Triệu Đức Hiệp, trưởng ban định canh định cư của huyện Bạch Thông. Đối với dự án 327 là đầu tư cho phủ xanh đất chống đồi núi chọc và cho các dự án định canh định cư, thì đối với huyện Bạch Thông thì thực hiện cái dự án này từ năm 93 cho đến nay thì thấy là đem lại hiệu quả thiết thực cho đồng bào và được đại bộ phận đồng bào là đồng tình ủng hộ. Thế qua quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy là có những cái vấn đề cần phải khắc phục, cũng như ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị An, đại biểu Quốc hội Cao Bằng đã có ý kiến, thì đối với điều kiện Bạch Thông cũng có những cái đặc thù như vậy. Mặt khác nữa
thì cũng đề nghị là nhà nước phải cân đối cấp vốn kịp thời cho chương trình, và cần phải có vốn chuẩn bị giống vật tư cho kế hoạch năm sau thì địa phương mới chủ động được. Về việc chính phủ quyết định cho không bốn mặt hàng đối với các xã vùng cao trọng điểm, đồng chí Hồ Sĩ Bi, chủ tịch huyện Bạch Thông nêu rõ. Các cái mặt hàng, bốn cái mặt hàng cho không đối với lại đồng bào miền núi vùng cao ấy, thì cần phải có sự tổ chức phân phối rất là kỹ lưỡng. Chúng tôi thấy là tất cả bốn mặt hàng này thì không cần thiết phải đưa cho người dân cả. Mà tôi thấy là trong này có hai mặt hàng là nên phân cho một cái tổ chức để người ta tổ chức phân phối. Ví dụ như là cái mặt hàng thuốc chữa bệnh thì nên là đưa về là phân phối cho các cái bệnh xá của các xã vùng cao, để các cái y bác sĩ ở các bệnh xá này là người ta cấp thuốc theo đơn. Tức là người dân nào mắc bệnh thì sau khi người ta khám, người ta kê đơn và người ta cấp thuốc. Mặt hàng thứ hai là giấy viết học sinh thì cũng không nên phân theo chế đầu người, tức là đầu dân của vùng cao, mà nên là đưa về phân phối cho các cái trường ở các cái xã vùng cao này, để cho các thầy cô giáo người ta trực tiếp là phân phối cho các học sinh đi học. Thì còn lại hai mặt hàng như là muối iốt và dầu hỏa thì tôi nghĩ là cần thiết phải phân đến chỗ từng đầu người một, tức là theo số khẩu. Bốn mặt hàng này á thì đã phân phối cho vùng các cái xã vùng cao thì nên phân phối đều khắp, tức là các bản làng vùng cao mà được công nhận cũng được phân phối, và các cái xã vùng cao, chứ không nên phân nữa là các cái xã trọng điểm, thì nó gây một cái sự thắc mắc giữa là đồng bào ở xã này, ở vùng này với đồng bào xã khác vùng khác, thì chúng tôi ở địa phương rất là khó giải thích. Nếu trung ương có đủ khả năng thì tôi nghĩ là các cái mặt hàng này nên phân phối liên tục. Nhưng nếu không phân phối được liên tục ấy, thì theo quan điểm chúng tôi thì nên đầu trung ương nên đầu tư là cái vốn tập trung vào một số vùng để hỗ trợ phát triển cho đồng bào miền núi này là phát triển về sản xuất, ổn định về đời sống, ít phát nương, và có thể tập trung vào trồng các cái loại cây đặc sản, phát triển chăn nuôi đại gia súc, và như vậy thì có thể mới bảo đảm cái cuộc sống lâu dài cho các cái hộ nông dân được. Và một cái yếu điểm nữa trong cái bốn cái mặt hàng cung cấp cho không thì tôi thấy là cái tổ chức phân phối rất khó. Bây giờ chúng tôi đang nghĩ là không biết tổ chức thế nào mà phân phối tới được là dân ở các cái xã vùng cao. Tiếp theo là ý kiến trao đổi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam với đồng chí Mai Phúc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái. Thực hiện cái chương trình 327 này ấy, thì chúng tôi mới thực hiện là từ năm 93 cho đến nay. Thế thì trong năm 1993 ấy, thì chúng tôi thực hiện là 23 cái dự án với một cái giá trị là trên 525.250 triệu. Trong quá trình thực hiện ấy, thì cho đến hết năm 1993 thì coi như là chúng tôi đã hoàn thành được các cái mục tiêu đó, và nói chung là cũng đã làm thanh quyết toán đầy đủ và đúng quy định. Tuy nhiên qua cái việc thực hiện như vậy ấy, thì chúng tôi cũng thấy là nó xuất hiện một số những cái mặt mà nó không được thuận lợi, có những cái khó khăn cho nhân dân khó thực hiện. Cái thứ nhất, ví dụ như là khi có một cái nguồn đầu tiên là cái nguồn để chuẩn bị các dự án thì cái nguồn vốn này gần như là không có. Thế cho nên là anh em phải tự lo, và mà lo thì thủ tục rất là khó khăn. Bởi vì muốn thông qua được một dự án, sau khi đã lập có dự án thì phải thẩm định qua rất nhiều bộ. Để thực hiện tốt được cái này thì phải giải quyết được tất cả những cái vướng mắc mà tôi đã nói ở trên ấy, thì cái hiệu quả của dự án hoặc tốc độ tiến độ dự án tôi cho là mới có thể bảo đảm tốt được. Theo anh thì vấn đề này nên giải quyết như thế nào cho thích hợp? Riêng đối với Bắc Thái thì nên giải quyết như thế nào? Theo chúng tôi ấy, thì để làm tốt hơn vấn đề này thì tôi nghĩ là các cái dự án này cần phải tập trung cho một cái bộ hay là Ủy ban Quy hoạch Nhà nước làm một cái đầu mối chung, và để khâu lại tất cả các ngành vào đây mà không bắt địa phương phải chạy vòng quanh tất cả,
mà chỉ đến ủy ban các nhà nước. Về cái việc mà nhà nước cho không bốn mặt hàng đối với các tỉnh vùng cao và các xã trọng điểm của các huyện vùng cao, thế theo anh thì vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Năm nay ấy, Trung ương đã có chủ trương là cấp bốn mặt hàng cho không đối với các đồng bào vùng cao, những vùng khó khăn. Thì tôi cho đây là một cái chủ trương cũng rất là đúng đắn và cần thiết. Nhưng mà trong cái tổ chức thực hiện ấy, thì theo tôi thấy rằng là cần phải dựa vào địa phương và đi từng cơ sở để nó mới mang được cái tính chất là công bằng, đáp ứng được cái nguyện vọng mà của nhân dân đang đặt ra hiện nay. Thì hiện nay ấy, chúng tôi là có tới 74 xã, 63 cái bản là thuộc cái diện là về vùng cao. Thế nhưng mà trong cái bốn mặt hàng này ấy, thì theo cái hướng dẫn của Ủy ban miền núi và dân tộc ấy, thì chỉ thông báo với chúng tôi là có 21 xã. Mà 21 xã này ấy, thì lại nằm trong một huyện. Thì tôi thấy rằng là ngay cái việc đó ấy, thì cũng có thể làm người ta thấy một cái điều gì đó nó chưa hợp lý. Thế thì để làm tốt về cái việc này thì tôi đề nghị là trên chỉ có thể là cho chúng tôi biết cái số lượng xã, địa phương mà có thể là được trong cái diện được không bốn mặt hàng này. Thế còn để chúng tôi sẽ triển khai từ cơ sở, từ huyện lên tỉnh và tự họ khẳng định cái đơn vị nào mà nên ưu tiên cho cái diện này. Thì tôi cho là nếu mà thực hiện được như vậy thì chắc chắn là cái việc đáp ứng bốn mặt hàng nó sẽ có tác dụng lớn hơn. Ngày 19 tháng 6, Quốc hội nghỉ. Ngày 20 tháng 6 năm 1994, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 năm 1994 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị chuyên đề về pháp chế ngành các cơ quan trung ương. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc tới dự và khai mạc hội nghị. Trong những năm gần đây, đồng thời với việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới, nhà nước ta rất quan tâm chú ý đến công tác rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật. Việc làm này càng có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết hơn đối với chúng ta hiện nay trong điều kiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu quản lý kinh tế, cải cách hệ thống chính trị và từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Hội nghị lần này nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn không những chỉ về lý luận nghiệp vụ và kỹ thuật mà còn giúp cán bộ chuyên môn hiểu được thực trạng của hệ thống pháp luật, những đặc điểm cơ bản của nó để từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, bước đi và cách làm thích hợp. Chiều 17 tháng 6 1994 tại Hà Nội, lễ ký kết thỏa thuận khung về đề án sử dụng khí giữa Công ty Dầu khí Việt Nam với tổ hợp British Gas Mitsui Trans-Canada Pipelines đã được tổ chức. Đây là một đề án lớn của Petro Việt Nam. Theo dự án này, phía tổ hợp British Gas Mitsui Trans-Canada Pipelines đầu tư 400 triệu đô la và được tận dụng khai thác khí ở mỏ Bạch Hổ, Vũng Tàu. Việc ký kết này đã mở ra thời kỳ mới đầy triển vọng cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, đồng thời tạo cơ sở cho việc thành lập liên doanh cho các bên trong tương lai gần đây. Đề án này còn có tầm quan trọng rất lớn trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam, đánh dấu một mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác đôi bên. Nhà máy xi măng Hòa Khương Đà Nẵng là một nhà máy xi măng địa phương. Mấy năm gần đây trên nền của một nhà máy cũ lạc hậu, cơ sở này được cải tạo dần từng bước với nhiệm vụ cung cấp cho thị trường Đà Nẵng một số lượng xi măng đáp ứng một phần cho nhu cầu xây dựng tại địa phương. Xi măng Hòa Khương được ưa thích vì nó đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá cả người tiêu dùng chấp nhận. Các quy trình kỹ thuật được kiểm tra nghiêm ngặt từ những giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối. Kiểm tra tại phòng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn mới được xuất. Lấy sự tín nhiệm lâu dài của người tiêu dùng làm phương thức sản xuất và kinh doanh, nhà máy xi măng Hòa Khương đang được xây dựng mới ở một địa điểm xa thành phố. Khi hoàn thành sẽ trở thành một nhà máy lớn nhất ở miền Trung sản xuất xi măng cho toàn khu vực. Tính đến ngày 30 tháng 5, Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng Sở Thủy sản đã chế biến và tiêu thụ trên 400 tấn sản phẩm, trong đó đáng kể nhất là 170 tấn tôm cá đông lạnh, 122 tấn lợn sữa đông lạnh và 25 tấn mực đạt 1.400.000 đô la Mỹ. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 15% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 93 và nộp 1.740.000.000 đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm 2/3 tổng số nộp ngân sách toàn ngành thủy sản địa phương. Các mặt hàng chủ lực của công ty như tôm, cá, mực, aga vẫn được duy trì và chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ khu vực 2, được bạn hàng tín nhiệm. Hiện nay công ty đang khẩn trương lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án vay vốn đầu tư chiều sâu để mở rộng sản xuất, ước khoảng 7 tỷ đồng để nâng cao chất lượng sản lượng một số mặt hàng mới,
tạo ra bước cạnh tranh ổn định và phát triển trong thời gian tới. Ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thông tin phối hợp với Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo báo chí kinh tế lần thứ hai. Hơn 100 đại biểu là lãnh đạo của 18 cơ quan báo chí, tạp chí và một số viện nghiên cứu đã tới dự. Đồng chí Nguyễn Quan Điềm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin đã báo cáo trước hội thảo vấn đề nâng cao chất lượng báo chí kinh tế nhằm thực hiện tốt nghị quyết hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng. Trong đó có nêu rõ, gần 2 năm qua, gần 350 tờ báo và tạp chí, 25 bản tin thông tấn trong phạm vi cả nước đã có bước chuyển biến tích cực bằng nhiều tin bài viết về kinh tế của mình, đã góp phần định hướng tư duy kinh tế mới, đồng thời là nơi cung cấp nhiều thông tin cho các cấp cơ quan nhà nước trong việc phát hiện những vướng mắc sai sót và lệch lạc trong quá trình thực hiện các chính sách kinh tế xã hội. Đồng chí cũng nêu lên những mặt còn yếu kém của một số phóng viên về nghiệp vụ và nắm bắt cuộc sống. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của các nhà báo, có trên 7.000 hội viên đang sinh hoạt tại 384 chi hội báo chí cơ sở ở trung ương và địa phương. 5 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã cấp 1.530 huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho các nhà báo là hội viên đã làm báo chuyên nghiệp từ 25 năm trở lên. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã trao 15 giải thưởng báo chí toàn quốc cho tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc. Nhân ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6 năm nay, Hội Nhà báo nhiều tỉnh, thành phố, liên chi hội và chi hội báo chí đã tổ chức hội thảo nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo quy ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí Việt Nam, đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người làm báo trước công chúng để báo chí Việt Nam thực hiện tốt chức năng là công cụ tuyên truyền của Đảng, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới của đất nước. Bám sát nội dung sách giáo khoa các cấp niên học 93-94, Trung tâm Học liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết hợp với các viện nghiên cứu giáo dục và các ngành liên quan để sản xuất hơn 80 bộ phim giáo khoa mới, nhân ra hàng trăm ngàn bản, đưa về tận các trường học từ vùng núi cao như Gia Lai, Kon Tum đến các vùng sâu, các trường học hẻo lánh của các dân tộc ít người, các thành phố, thị xã, góp phần xóa dần khoảng cách chênh lệch trình độ giữa thành thị với nông thôn, giữa miền núi với miền xuôi. Năm học 93-94, phim giáo khoa của Trung tâm Học liệu đã được đưa xuống các trường từ Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sông Bé đến hầu hết các tỉnh phía Bắc như Bắc Thái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu. Mặt khác, năm học 93-94, Trung tâm Học liệu ưu tiên sản xuất phim giáo khoa cho cấp học mẫu giáo, tiểu học, làm phim các tiết dạy mẫu, phim phục vụ giảng dạy ngoại khóa và phim nghiên cứu tham khảo. Đồng thời, hạng chiếu trang sách giáo khoa và các ấn phẩm nhà trường đã được thực hiện tại trung tâm với chất lượng cao, giá thành hạ. Trong tuần qua, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 9 tiếp tục làm việc. Quốc hội thảo luận để tiến tới phê chuẩn Công ước Quốc tế 1982 về luật biển, thảo luận bổ sung một số điều về luật công ty và doanh nghiệp tư nhân. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận báo cáo chính phủ do Phó Thủ tướng Phan Văn Khải trình bày. Nhiều thành viên của chính phủ đã trả lời các câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Việc làm quan trọng nhất trong tuần qua là thảo luận, góp ý và thông qua toàn văn dự án luật lao động gồm 198 điều trong 17 chương. Đây là một việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ lợi ích của người lao động, đồng thời cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, thiết lập mặt bằng pháp luật lao động, qua đó tạo ra môi trường lao động mới, phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần. Thưa các bạn, chuyến đi thăm hữu nghị nước Cộng hòa Liên bang Nga của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thu được kết quả tốt đẹp. Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Nga Chernomyrdin đã ký văn bản hiệp ước về những nguyên tắc chung, nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Cộng hòa Liên bang Nga và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hai bên cũng đã ký được những hiệp định cụ thể về các vấn đề khuyến khích và bảo hộ đầu tư, về vấn đề hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tổ hợp nông công nghiệp và hợp tác về nghề cá. Thủ tướng Nga Chernomyrdin nói, hai bên đã có quan hệ tốt đẹp và truyền thống, cần phải phát huy mạnh mẽ trong thời gian tới. Bây giờ, xin có đôi điều nhận xét về mùa màng. Đến ngày 5 tháng 6 năm 94, cả nước thu hoạch được 1.720.000 hecta lúa đông xuân, chiếm 73% diện tích lúa gieo cấy. Miền Nam đã thu hoạch xong, khu 4 cũ thì trừ Thanh Hóa nói chung cũng xong. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Du tập trung thu hoạch lúa đông xuân và làm đất gieo mạ mùa. Cùng với việc thu hoạch lúa đông xuân,
các tỉnh cũng khẩn trương gieo cấy lúa hè thu, đạt được 82% kế hoạch diện tích và nhanh hơn cùng kỳ năm ngoái là 7,7%. Đáng chú ý là miền Bắc thì đã xuất hiện dày nâu và dày lưng trắng trên 24.000 hecta với mật độ dày từ 3 đến 5 ngàn con trên 1 mét vuông. Lác đác đã có cháy dày ở Hà Bắc và Hà Tây. Còn các tỉnh miền Nam thì cũng có dày và chuột hại trên 12.000 hecta. Vì vậy, trong thời gian tới, các tỉnh tiếp tục, miền Bắc tiếp tục thu hoạch lúa đông xuân, tranh thủ làm đất để gieo cấy lúa mùa cực sớm, trồng màu và cây công nghiệp vụ hè thu, đề phòng sâu bệnh và lụt bão. Miền Nam thì khẩn trương gieo cấy lúa hè thu, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và phòng chống hạn cho những diện tích đã cấy. Năm nay, thị trường hoa quả Hà Nội và nhiều nơi trong cả nước bỗng nhiên lượng vải quả tăng đột biến. Giá vải quả ở Hà Nội là 9.000 đến 12.000 một kg. Ở thành phố Hồ Chí Minh đắt hơn 35 đến 40.000 đồng một kg. Nhưng nói chung là lượng vải nhiều ra và người tiêu dùng cảm thấy thoải mái, thích thú. Nguyên nhân chủ yếu là chúng ta có thêm một trung tâm vải nữa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc. Đây là một thí dụ về sự thành công của chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp. Từ một huyện sắn, chỉ có trồng sắn đã trở thành một huyện vải với 2.200 hectare và 2/3 diện tích vụ này đã được thu hoạch. Dự kiến vụ này huyện sẽ thu được ít nhất là 3.000 tấn quả vải tươi. Giá vải quả ở chợ chủ, tức là trung tâm huyện, chỉ có 5.000 đến 5.500 một kg. 11 dân tộc trên toàn bộ 30 xã của Lục Ngạn đều trồng vải. Quả vải ở Lục Ngạn mở ra một hướng mới, cũng như các làng quất và hoa mới ở ngoại thành Hà Nội, mận tam hoa ở Yên Bái, na trồng trên núi đá ở Lạng Sơn, vân vân. Dĩ nhiên người được lợi nhất là người tiêu dùng, nhưng người sản xuất cũng rất có lợi. Dự kiến vụ này, huyện Lục Ngạn sẽ thu 15 tỷ đồng riêng từ quả vải. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải tính tới đầu ra của những sản phẩm này. Hoa quả bây giờ phần lớn là ăn tươi, nhưng nếu sản xuất nhiều hơn nữa thì phải lo chế biến và có các nguồn tiêu thụ mới, ví dụ xuất khẩu. Đó cũng là lối ra cho nông thôn trên con đường kinh tế hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu và theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bây giờ chúng tôi xin nói tới một loại vườn khác, không phải vườn cây ăn quả mà là vườn rừng, vườn cao su. Xưa nay nói tới cao su là nói tới kinh tế quốc doanh với những nông trường và xưởng chế biến lớn. Nhưng từ tháng 4 năm 94, công ty cao su Lộc Ninh thí điểm đề án bán vườn cây cao su kinh doanh cho hộ gia đình công nhân. Đây là đề án đầu tiên của ngành cao su nhằm tư nhân hóa vườn cao su. Với đề án này, công ty cao su Lộc Ninh thu hồi vốn xây dựng cơ bản rất nhanh, 7 năm thay cho 30 năm như trước đây, có vốn để tái sinh đầu tư vườn cao su mới. Và nếu toàn ngành cao su chỉ cần bán 1/10 số diện tích hiện có, mỗi năm sẽ có tiền để trồng thêm 10.000 hecta cao su mới. Còn công nhân thì có thu nhập cao hơn. Nếu mỗi lao động mua 3 hecta cao su, mỗi tháng có thể có lãi 1.110.000 đồng. Một mức thu nhập nằm mơ cũng không có trong hình thức tổ chức sản xuất cao su như hiện nay. Còn các doanh nghiệp cao su bây giờ sẽ đi vào hướng làm dịch vụ vật tư, thu mua, chế biến, tiêu thụ, và đó cũng là chiến lược của ngành. Quanh chuyện bán vườn cao su vẫn còn nhiều điểm tranh cãi gay gắt. Mối lo lớn nhất là đường xá, điện nước thì trước đây lo cả, bây giờ bán vườn rồi thì ai lo. Hơn nữa là công nhân cao su thì còn nghèo, không có tiền mua, và nếu chúng ta bán đại trà thì cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng mà chúng tôi tin rằng cuộc sống sẽ cho lời giải đáp đúng đắn nhất. Cũng như trước đây chúng ta đã từng tranh cãi là có nên khoán trong nông nghiệp hay không, có nên giao đất giao rừng cho dân hay không. Nhưng cuối cùng thì cuộc sống đã cho lời giải đáp và cho cả những điều chỉnh, bổ sung cần thiết. Nhưng nếu ban đầu chúng ta không mạnh dạn làm, ít nhất là làm thử, thì sẽ không bao giờ đạt được kết quả. Trong tuần tiếp tục có nhiều tin về an ninh trật tự. Đáng chú ý là tin Hà Nội kiên quyết giải tỏa các hộ lấn chiếm trái phép bãi sông Hồng. 130 nhà cửa, thậm chí có nhà xây kiên cố 3 tầng đã xâm lấn trái phép bãi sông, cản trở dòng chảy tự nhiên của dòng sông. 300 hộ gia đình từ các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng đã dùng xe công nông chở chất phế thải cứng về lấp sông, sau đó xây nhà và có chỗ lấn ra tới 5-60 mét. Việc giải tỏa ngày 13 tháng 6 là cần thiết để trả lại
chỉ giới cho dòng sông, trả lại môi trường tự nhiên vốn có của bãi sông, nhất là trước mùa mưa bão. Dư luận rất hoan nghênh việc làm kiên quyết của Hà Nội. Được biết, Hà Nội sẽ bỏ ra 1 tỷ rưỡi để bốc hót 600.000 mét khối phế thải cứng đã lấp sông Hồng. 1 tỷ rưỡi thì có thể xây được ít nhất 3 trường học. Và rõ ràng đây là một giá đắt ta phải trả, thành phố phải trả cho sự buông lỏng quản lý, hữu khuynh trước những hiện tượng sai trái trong thời gian qua. Nhưng nếu không làm thì hậu quả sẽ khôn lường và sự tốn kém còn to lớn hơn nhiều. Cũng như sẽ đến lúc chúng ta phải trả giá cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè hiện nay. Xin cảm ơn các bạn. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã buộc các đại diện của Khmer Đỏ phải rời khỏi thủ đô Phnom Penh sau khi các cuộc đối thoại bàn tròn giữa chính phủ và Khmer Đỏ trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 thất bại vì phe phiến loạn này ngoan cố không chấp nhận ngừng bắn. Tuyên bố của Bộ Nội vụ viết, tất cả các đại diện và các nhân viên văn phòng Khmer Đỏ ở Phnom Penh phải rời khỏi thủ đô trước ngày 19 tháng 6 vì Bộ Nội vụ Hoàng gia không thể đảm bảo an ninh cho các đại diện của Khmer Đỏ trước sự phẫn nộ của nhân dân và không chịu trách nhiệm trước bất cứ tai nạn cá nhân nào đối với họ. Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lần thứ hai gặp cựu Tổng thống Mỹ Carter trong chuyến thăm mang tính chất cá nhân của ông này. Ông Carter tham vọng sử dụng vốn liếng kinh nghiệm chính trị của mình vào việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm lần đầu, Chủ tịch Kim Nhật Thành đồng ý có sự nhượng bộ. Ông tuyên bố sẵn sàng để hai thanh tra viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ở lại Yongbyon và bảo quản các thiết bị thanh sát hạt nhân của cơ quan này. Trong khi đó, ban lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt tay vào việc chuẩn bị một loạt đề nghị cho Washington nhằm giải quyết tình hình khủng hoảng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Christopher nói Hoa Kỳ không cố nài ép Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và chính quyền Mỹ sẽ không khước từ việc trừng phạt nếu không có điều gì thực chất mới diễn ra. Chính phủ Hàn Quốc có lập trường tương tự, Seoul ngồi vào bàn thương lượng ở Bình Nhưỡng chỉ trong trường hợp có sự thay đổi thực sự lập trường của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mặc dù có những tình huống như vậy nhưng sẽ không sáng suốt nếu các bên từ chối đối thoại. Chính quyền Mỹ cũng cho rằng có khả năng họ sẽ nối lại đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong thời gian tới nếu như Chủ tịch Kim Nhật Thành thực hiện lời hứa của ông. Ngoại trưởng Nga Kozyrev nói Moscow sẽ không ủng hộ những sự trừng phạt đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà không tham khảo ý kiến của Nga. Ông hy vọng trong hội nghị quốc tế bàn về chương trình hạt nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục có sự thảo luận của Cộng hòa Liên bang Nga. Trong một bài đăng trên tờ Bưu điện Washington ngày 17 tháng 6, ông tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, Nhật Bản Ota trong chuyến sang Mỹ đã kêu gọi Mỹ giảm quy mô lực lượng quân đội đóng ở Okinawa. Ông nói, Okinawa đang gây sức ép đòi chính phủ Mỹ trả lại đất đai và giảm hoạt động ở một số khu vực. Okinawa vốn là căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản từ năm 1945. Đến năm 1972, Mỹ đã trao trả căn cứ này cho Nhật Bản. Nhưng theo ông Ota, gần 75% phương tiện quân sự của Mỹ ở Nhật Bản vẫn tập trung ở tỉnh Okinawa và các cơ sở quân sự của Mỹ vẫn chiếm gần 20% diện tích hòn đảo chính của tỉnh này. Tổng số nhân viên quân sự của Mỹ ở Okinawa là 52.000 người. Chính phủ Israel hoàn thành việc trả tự do cho gần 5.000 người Palestine bị họ cầm tù như đã cam kết với Tổ chức Giải phóng Palestine PLO. Tuy nhiên, vẫn còn gần 5.000 người bị giam giữ mà trong số họ, như những nhân vật chính thức của Israel quả quyết, chủ yếu là những người bị kết án vì tội hoạt động khủng bố hoặc không chịu ký vào bản cam kết không tham gia các hoạt động khủng bố. Hai mươi bảy năm, cờ Israel bay trên cao nguyên Golan, nơi hiện có 13.000 dân Israel đang sinh sống. Phần đông trong số họ làm nghề nông, ở đây khí hậu tốt, nguồn nước sẵn. Những con số thống kê mới nhất của Israel cho biết 8.500 người làm nghề nông ở khu vực này cung cấp một khối lượng sản phẩm trị giá hơn 170 triệu đô la, trước hết là sữa, rau quả và rượu. Các nhà máy rượu cao nguyên Golan sản xuất 26 loại rượu khác nhau phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng tăng. Cho nên việc Israel rút khỏi cao nguyên Golan xét thuần túy về mặt kinh tế là một điều khó khăn. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Isaac Rabin quả quyết rằng Israel sẵn sàng rút quân và trao trả cao nguyên Golan cho Syria. Quả thực ông không nói đến việc rút toàn bộ quân đội và trả hết lãnh thổ. Syria kiên quyết đòi thực hiện những nguyên tắc đã được quá trình Madrid tuyên bố và thông qua, nghĩa là trả lại toàn bộ cao nguyên Golan bị chiếm đóng cho Syria.
Đây là một vấn đề phức tạp. Hiện nay, Nga và Mỹ, hai nước đỡ đầu cho quá trình hòa bình ở Trung Đông, đang phái đến đó các quan chức cấp cao của mình. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin cho rằng Mỹ và Nga có thể thúc đẩy tiến trình hòa bình, chứ không thể thay thế Israel và Syria tiến hành đàm phán và ký kết hiệp định. Nga đang bắt tay vào ký kết về việc tham gia NATO vì các chương trình hòa bình. Phát ngôn viên của NATO cho hay, Ngoại trưởng Nga Andrei Kozyrev sẽ ký kết thỏa thuận này vào thứ Tư tuần sau tại Bruxelles. Người ta cho rằng ông Kozyrev sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher cùng Ngoại trưởng các nước khác tại trụ sở của NATO. Nga đã chỉ hoãn việc ký kết cho tới khi NATO phải công nhận vị thế đặc biệt của họ là một cường quốc quân sự của thế giới. Các lực lượng Hồi giáo đối địch tiếp tục đánh nhau xung quanh thị trấn Bihać ở Bosnia-Herzegovina. Cuộc chiến buộc chính phủ Bosnia phải chống lại các băng nhóm phiến loạn đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn tồn tại một tuần nay. Trong khi đó, tại những thành phố mà chiến sự đã chấm dứt nhiều tuần, như thành phố Mostar, các bệnh viện và các trung tâm y tế vẫn gặp vô số khó khăn trong việc chữa chạy cho các nạn nhân chiến tranh. Trong một bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Iran Rafsanjani đã bày tỏ lập trường của mình trong phương thức giải quyết xung đột ở Bosnia. Theo ông, con đường có hiệu quả duy nhất là Liên Hợp Quốc và châu Âu phải lấy thương lượng là cơ sở để giải quyết tranh chấp. Ông cũng kêu gọi quốc tế cho phép người Hồi giáo ở Bosnia được nhận trợ giúp từ bên ngoài, đặc biệt là của Iran. Chủ nhật tuần này, người dân Ba Lan sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương đầu tiên kể từ năm 1990. Đảng Trung Hữu đang cố gắng đẩy mạnh chiến dịch vận động tuyệt cử của mình nhằm phi tập trung hóa lực lượng ủng hộ chính phủ như họ đã thách thức chính phủ dân tộc cánh tả ở nước này. Cảnh sát Đức cho biết một địa danh lịch sử trong chiến tranh thế giới thứ hai vừa bị phá hủy. Hôm thứ Năm, giới chức ngành đường bộ của nước này đã cho đánh sập cầu Togau, chiếc cầu 124 tuổi bắc qua sông Elbe, là nơi đánh dấu thất bại của Đức Quốc xã. Năm 1986, quân đội Hoa Kỳ và Liên Xô cũ đã kỷ niệm cuộc gặp nổi tiếng của họ trên chiếc cầu này vào ngày 25 tháng 4 năm 45, trước cuộc tấn công cuối cùng của quân đồng minh vào các lực lượng còn lại của Đức Quốc xã. Ngành ngoại thương của Pháp đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Hoạt động ngoại thương của Pháp trong tháng 4 vừa qua đã đạt tới 7,6 tỷ franc. Một trong những nguyên nhân khiến ngành ngoại thương của Pháp có được kết quả như vậy là chính sách của chính phủ về việc phát triển những xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất đồ xuất khẩu. Một người chết và 4 người bị thương sau 2 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở Belfast, Bắc Ireland. Hai tổ chức đã đứng ra lãnh trách nhiệm về các vụ đánh bom trên là nhóm bán quân sự đòi độc lập cho vùng Ulster và nhóm quân đội Ireland theo chủ nghĩa dân tộc. Hôm qua, một nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đã bị thiệt mạng tại Rwanda khi chiếc xe của anh ta bị trúng đạn súng cối ở ngoại vi thủ đô Kigali. Trong khi đó, tại Kigali, quân du kích của chính phủ đã xông vào cướp phá một trung tâm tị nạn nằm trong một khách sạn. Quân phiến loạn đã mở các cuộc oanh tạc dữ dội để giải thoát cho những người tị nạn Tutsi khỏi trung tâm này. Pháp đã đề nghị được đứng đầu một lực lượng can thiệp để chấm dứt cuộc chém giết sắc tộc ở Rwanda. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nói, nước ông đang đề xuất thực hiện một sứ mạng nhân đạo nghiêm túc. Pháp đã phản đối cộng đồng quốc tế trong hành động đối với Rwanda và cho biết họ sẽ yêu cầu châu Âu ủng hộ về quân sự. Thế nhưng tại hội nghị của Liên minh Tây Âu ở Bruxelles ngày hôm qua, đề nghị này chẳng được mấy đại biểu tán đồng. Trong khi đó, quân phiến loạn ở Rwanda vẫn kịch liệt phản đối việc Pháp can thiệp vào thuộc địa cũ của nước này ở châu Phi. Nếu họ tới mà không thèm nói gì với chúng tôi, nếu họ tới để tấn công Rwanda, thì chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Rwanda. Liên quan tới vụ ám sát hai vị tổng thống Rwanda và Burundi ngày 6 tháng 4 vừa qua, một tờ nhật báo của Bỉ đã cho biết thủ phạm là hai người lính Pháp hành động theo lệnh của một nhóm người Hutu cực đoan. Tin này đã bị Bộ Ngoại giao Pháp bác bỏ và cho là hoàn toàn vô căn cứ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Tổ chức Thầy thuốc không biên giới đã vượt ra khỏi vai trò nhân đạo truyền thống của mình bằng lời kêu gọi quốc tế phải can thiệp quân sự ngay lập tức nhằm chấm dứt cuộc diệt chủng đang diễn ra một cách có hệ thống ở Rwanda. Các nhân viên tổ chức này nói, quốc tế không thể tiếp tục khoanh tay trước tấn thảm kịch đẫm máu này. Lực lượng gìn giữ hòa bình, niềm hy vọng trong chính sách mới của Cộng hòa Nam Phi. Không chỉ vì họ mặc những bộ quân phục và đội mũ giống như binh sĩ Liên Hợp Quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia Cộng hòa Nam Phi được nhiều chính khách cánh tả nước này coi là mô hình quân đội mới. Đó là những quân nhân chuyên nghiệp, bao gồm những sĩ quan da trắng thiểu số, những đơn vị du kích của Đại hội Dân tộc Phi và những nhóm tự vệ Bantustan da đen. Lực lượng hỗn hợp này bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, chưa dứt bỏ được lối sinh hoạt du kích, kỷ luật lỏng lẻo và trình độ tác
tác chiến yếu. Đợt ra quân đầu tiên, những binh sĩ trẻ trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia này đã đụng độ với làn sóng bạo động ở vùng Đông Rên và họ đã tỏ ra bất lực, không dàn xếp nổi cuộc xung đột. Hơn nữa, khi nổ súng, họ đã không nhằm trúng mục tiêu là những kẻ tội phạm và đầu tiêu kích động, mà bắn vu vơ vào cả dân thường và những phóng viên đang làm nhiệm vụ. Thành thử, đây cũng là đợt ra quân cuối cùng của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia và những đơn vị quân đội đã được điều đến để bảo vệ trật tự. Hiện nay, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc gia của Cộng hòa Nam Phi đang được gấp rút tổ chức lại. Mỹ bắt đầu tiếp nhận đơn của các công dân Haiti xin hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thủ tục được tiến hành trên các tàu chiến thuộc hạm đội Hải quân Mỹ trên vùng biển Jamaica. Vì dòng người Haiti ra đi rất đông, nên Mỹ dự định thuê thêm một tàu nữa của Ukraine để làm trạm trung chuyển ven bờ biển Jamaica. Những người qua được trạm này sẽ được chở đến căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Cuba để làm tiếp những thủ tục khác. Một ngày đầy kịch tính ở California, Mỹ đã kết thúc vào hồi chiều qua khi một trong những người hùng thể thao nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ ra đầu thú cảnh sát. Sáng qua, cựu ngôi sao bóng đá 46 tuổi Simpson bị tố cáo đã giết hại người vợ cũ của mình và một người đàn ông khác. Cảnh sát đã phải mở cuộc săn lùng thủ phạm sau khi anh ta không chịu ra nộp mình như đã đồng ý trước đó. Trong một lá thư để ngỏ do một người bạn của Simpson đưa ra, anh ta nói về nỗi tuyệt vọng của mình sau những sự kiện gần đây. Hôm qua, một chiếc máy bay của anh đã cất cánh ở Monterey, California với một sứ mệnh đặc biệt, đuổi theo những con tàu và bắt giữ những đám mây. Đây là một nỗ lực phối hợp giữa Anh và Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu thêm về đường đi của những con tàu được phản ánh lên các đám mây, thể hiện trên các tấm ảnh do vệ tinh chụp trên mặt biển. Các nhà khoa học cho rằng khói từ những con tàu chạy trên biển tác động vào các đám mây, làm chúng sáng lên, do vậy năng lượng mặt trời được phản quang nhiều hơn, và đó là một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên. Các nhóm nghiên cứu về môi trường đã nhiều lần báo động về tình cảnh của các loài vật đang lâm nguy ở châu Phi. Nếu như phải mô tả bằng hình ảnh, thì đó là một bức tranh mang màu sắc hoang loạn, bất di bất dịch. Còn đây là hiện thực ở châu Phi. Những xác chết của động vật cùng sự hủy hoại những thực thể mà đáng ra người ta phải bảo vệ và gây dựng. Chớ trêu thay, chúng không phải là nạn nhân của hạn hán hay của sự vô ý thức, mà là của dã tâm con người. Tê giác đen, loài vật truyền thống quý hiếm của châu Phi, cũng đã được bổ sung vào danh sách các loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trước tình hình đó, chính phủ của các nước trong khu vực đã phải ra tay để bảo vệ các loài vật đang lâm nguy. Zimbabwe là nước đã có rất nhiều cố gắng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ của mình. Người ta cho xây dựng những vùng an toàn, dồn những loài vật quý hiếm vào đó để có thể bảo vệ chúng được dễ dàng hơn. 7 năm trước, ở Zimbabwe có khoảng hơn 2.000 con tê giác đen, thế mà ngày nay chỉ còn không đầy 300. Như vậy, trung bình mỗi năm có 250 con tê giác bị tiêu diệt, hay nói một cách khác, mỗi ngày có một con tê giác bị cướp mất sự sống. Nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời, số tê giác ít ỏi còn lại sẽ chẳng mấy mà biến mất khỏi trái đất. Người đàn ông này chỉ nói toàn tiếng Đức, còn người này nói tiếng Tây Ban Nha. Nhưng cả hai đều đang nói về bóng đá. Tất nhiên là họ không thống nhất được với nhau rằng ai sẽ trở thành vô địch World Cup năm nay. 4 năm một lần, nhân dân thế giới lại tụ tập nhau trong cúp bóng đá thế giới. Đây là lần đầu tiên cúp bóng đá thế giới diễn ra ở một quốc gia yêu thể thao, nhưng không hẳn là một quốc gia bao quát được toàn bộ môn thể thao được yêu thích nhất thế giới này. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến không khí sôi động của nước đang đóng vai trò chủ nhà của World Cup. Ngay cả các cầu thủ bóng đá của Hoa Kỳ cũng tham dự vào cuộc vui. Họ cho rằng sau World Cup, người Mỹ sẽ hiểu hơn về bóng đá. Trên thực tế, Bolivia đã thấy rõ tầm cỡ của sự kiện này từ trước. Thậm chí, Tổng thống Bolivia đích thân tới cổ vũ cho trận mở màn giữa đội Bolivia và đội Đức. Còn đây là những cổ động viên của đội Đức. Họ đã vượt cả một chặng đường dài tới Hoa Kỳ để chứng kiến đội vô địch thế giới của mình thi đấu. Người Mỹ vốn không mấy yêu thích và hiểu biết về bóng đá, hẳn sẽ không thể thờ ơ với môn thể thao này sau khi World Cup kết thúc. Âm nhạc là yếu tố rất được coi trọng trong cúp bóng đá thế giới năm nay. Trong khi những người hâm mộ theo dõi các trận đấu, họ có thể vừa thưởng thức âm nhạc, cả chính thức và không chính thức.
Đây là bài hát chính thức của World Cup lần này, bài Miền Đất Thần Tiên do ca sĩ Darin Ho cùng một dàn bè đệm trình bày. Ngoài bài hát chính thức, còn phải kể đến rất nhiều tác phẩm không chính thức được trình bày ở Cúp bóng đá thế giới 94. Ban nhạc Con Bò Cạp cũng là một cuộc hành trình sang Mỹ để cổ vũ đội nhà, đội đương kim vô địch thế giới. Sau cùng là âm nhạc của chính khán giả, những người hâm mộ cuồng nhiệt. Âm nhạc như chút thêm men say cho bầu không khí vốn đã nồng nàn của World Cup. Sáng nay, 18 tháng 6 tại Chicago đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 15. Tới dự khai mạc có ông Zhao Havelang, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, cùng các quan chức của ban tổ chức giải. Tới dự còn có Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Helmut Kohl, Tổng thống Bolivia Gonzalo Sanchez de Lozada, Vua Tây Ban Nha Juan Carlos, Tổng thống Argentina ông Carlos Menem cùng nhiều nguyên thủ quốc gia đã làm tăng thêm phần long trọng của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh này. Hơn 3.500 phóng viên báo chí, truyền hình của gần 200 nước trực tiếp đến Mỹ để tham gia tường thuật tại chỗ các trận đua tài phục vụ hàng tỷ lượt người trên khắp hành tinh với quy mô và chất lượng được chuẩn bị chu đáo. Các màn trình diễn, các điệu múa dân tộc thể hiện bản sắc dân tộc của 24 nước được lọt vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 15 đã làm sôi động và hấp dẫn thêm buổi khai mạc. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Zhao Havelang đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban tổ chức và chúc mừng 24 đội bóng tham dự giải lần này. Tổng thống Mỹ Bill Clinton bày tỏ niềm vui của nước chủ nhà, ông nói: "Một giải vô địch bóng đá thế giới giúp cho toàn thế giới đoàn kết lại. Tình yêu bóng đá giờ đây trở thành ngôn ngữ quảng đại giúp chúng ta xích lại gần nhau." Lễ khai mạc đã kết thúc bằng các màn trình diễn, các điệu múa dân tộc mang bản sắc của châu Mỹ. Đây cũng là lễ khai mạc được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới giữa đội đương kim vô địch Cộng hòa Liên bang Đức và đội bóng đá Nam Mỹ Bolivia. Trước trận đấu, đã có rất nhiều chuyên gia dự đoán rằng kết quả hòa với tính chất căng thẳng về tâm lý của cầu thủ hai đội. Và lại, theo truyền thống rất nhiều giải, nhiều trận khai mạc thường kết thúc bất phân thắng bại. Thực tế, diễn biến trận đấu đã diễn ra gần như dự đoán, vì một trận đấu hòa có khả năng xảy ra nếu như Hasler và Klinsmann không gặp may ở phút thứ 61 của trận đấu. Mặc dù ở trận đấu này, đội Cộng hòa Liên bang Đức đã tung ra những con át chủ bài, gồm 9 cầu thủ đã từng tham dự World Cup 90, Inner, thủ môn, Bremer, Kohler, Berton, Matthäus, Klinsmann. Nhưng lối chơi thiếu thuyết phục người xem, chệch choạc, kém hiệu quả trước một đội Bolivia yếu hơn rất nhiều về tầm vóc, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng có kỹ thuật khéo léo, đặc trưng cho một trường phái bóng đá Nam Mỹ. Đội suốt cả hiệp 1, đội Cộng hòa Liên bang Đức chỉ 2 lần gây nguy hiểm cho thủ môn xuất sắc của Bolivia Trucco. Còn ở hiệp 2 thì tình thế trận đấu cũng không có gì sáng sủa hơn. Đội Cộng hòa Liên bang Đức vẫn cho thấy thủ lĩnh Matthäus là không thể thiếu được, tuy rằng anh đã lùi về ở vị trí libero, nhưng hầu như tất cả các đợt tấn công đều do anh khởi xướng. Và chính từ đường truyền của anh đã tạo cơ hội cho Klinsmann ghi được bàn thắng ở phút thứ 61 của trận đấu. Vào hồi 6:30 giờ Việt Nam cùng ngày, trên sân Cotton Bowl, Dallas, đội Hàn Quốc đã làm tất cả những ai yêu bóng đá trên trái đất này ngỡ ngàng bởi sự tiến bộ vượt bậc của họ. Trong suốt 90 phút thi đấu, các thủ Hàn Quốc đã liên tiếp vây hãm khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha. Nếu như thủ môn trẻ của Tây Ban Nha Canizares không xuất sắc, lưới của đội áo đỏ đã rung lên nhiều lần. Và cũng chính bởi lối chơi đầy ấn tượng của đội Hàn Quốc đã giúp chúng ta hy vọng vào sự phát triển của nền bóng đá châu Á trong tương lai. Ở hiệp 1, các cầu thủ Hàn Quốc đã thi đấu nghiêng ngửa với đội tuyển Tây Ban Nha. Họ đã có nhiều cú sút về khung thành của thủ môn trẻ Canizares. Vào đầu hiệp 2, các cầu thủ Hàn Quốc đã thiếu tập trung trong tấn công, dồn lên cao để rồi bị bất ngờ đánh úp của đội tuyển Tây Ban Nha chỉ trong vòng 4 phút.
Một trong những lần tấn công của các cầu thủ Hàn Quốc, đội tuyển Tây Ban Nha đã cướp được bóng và phản công nhanh. Chính cơ hội này đã giúp cho Salinas ghi được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 50. Chỉ sau đó 4 phút, Goycoechea đã nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của đội tuyển Tây Ban Nha. Cả hai bàn thắng đều cho thấy hàng phòng ngự của đội tuyển Hàn Quốc thiếu tập trung trong phòng thủ, kém cản phá quyết liệt nên đã bị các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha dày dặn kinh nghiệm phản công và đánh bại. Song với thể lực tốt và ý chí thi đấu đến cùng, các cầu thủ Hàn Quốc đã lấy lại được phong độ. Từ một quả đá phạt ở sát vạch 16m50, họ đã rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2. Sau khi rút ngắn được khoảng cách tỷ số của trận đấu xuống, các cầu thủ Hàn Quốc càng thi đấu tưng bừng hơn. Và ở phút cuối cùng của trận đấu, trong một đợt phản công phối hợp ăn ý, các cầu thủ Hàn Quốc đã san bằng được tỷ số 2-2. Như vậy, sau hai trận đấu đầu tiên, đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức tạm thời dẫn đầu với 3 điểm. Đội Bolivia chưa được điểm nào, đứng cuối bảng. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa rào và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác, có nơi có dông, gió nhẹ, phía Nam gió Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Quảng Nam, Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, gió Tây cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 6, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, ven biển Trung Bộ không mưa.